nằm trong chuỗi các sự kiện chương trình nhận diện hàng Việt Nam với tên gọi Tự hào hàng Việt Nam, Tinh hoa hàng Việt Nam năm 2023. Diễn đàn thúc đẩy sản xuất và tiêu dùng hàng Việt Nam do Vụ Thị trường trong nước Bộ Công Thương và Tạp chí Công Thương thực hiện đã thu hút sự tham gia đông đảo của các đại diện các bộ ngành, tỉnh, thành phố, hiệp hội ngành hàng và doanh nghiệp. Với chủ đề nâng cao tâm thế mới cho hàng Việt Nam tại thị trường trong nước, diễn đàn là cơ hội để các cơ quan, đơn vị, các địa phương và cộng đồng doanh nghiệp chia sẻ kinh nghiệm về các khó khăn, vướng mắc trong thực tiễn hoạt động sản xuất và tiêu dùng hàng Việt, từ đó đề xuất các giải pháp hỗ trợ, chính sách khuyến khích, ưu đãi nhằm đẩy mạnh sản xuất, tiêu dùng hàng Việt trong những năm tiếp theo, qua đó góp phần thực hiện hiệu quả cuộc vận động người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam.